Hello, welcome back to my channel guys. Thọn nghe cầu già rồi, câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em rất đôi ba lời. Thôi ta chia tay đường ai nấy bay, còn đâu nữa thân ngày em là lắm. Câu chuyện em nói hơi xa vời. Em lừa em rất đôi ba lời. Thôi ta chia tay đường ai nấy đi, giờ đây giờ thì còn lại ai. Hello, xin chào các chú anh chị và quý vị. Welcome back to my channel guys. Hôm nay trong video này mình sẽ nói về VinFast quý vị. Đơn giản là tại vì bật cười. Đó là tại vì có một số thành phần ủng hộ VinFast thái quá quý vị. Nói chuyện khiêu khích mình. Mấy người đó nói vậy nè, trời ơi nghe thấy gì. Ủa dạo này sợ, coi như là sợ VinFast kiện hay sao mà không dám nói tới VinFast nữa vậy hả? Dạo này bị coi như làm gì mà không dám nói tới VinFast hả? Sợ nó bị kiện hay sợ này sợ kia vậy? Kiếm chuyện rõ ràng không quý vị? Quý vị thấy kiếm chuyện rõ ràng không? Muốn mình không nói nhiều về VinFast, mình không muốn nói nhiều về VinFast. Ủa vậy chọc mình, miệng mình làm cái gì? Bây giờ ghét, bữa nay làm video nói về VinFast. Ok. Mở đầu câu chuyện. Nè, giá cổ phiếu VinFast nè, ok. Có một số thành phần nếu quý vị nói chuyện buồn cười đó quý vị. Ủa? Lâu rồi em Thành Lê không nhắc tới VinFast. Ủa bữa nay giá cổ phiếu VinFast là bao nhiêu rồi em? Nói chuyện kêu khiêu khích quý vị hả? Tại vì ngày hôm qua đó nha. Tại vì ngày hôm qua quý vị cổ phiếu VinFast nó lớn. Hôm qua nó lớn tới coi như là gần 10% lắm. Nhưng mà đó là chuyện của ngày hôm qua. Bây giờ nói chuyện bữa nay nè. Ngày 28 tháng 6 năm 2024. Giá cổ phiếu VinFast đây. Quý vị thấy màu gì không? Những người nào mà ủng hộ VinFast thấy màu gì không? Màu đỏ đúng chưa? Màu đỏ là gì? Xuống đúng chưa? Nè nè, muốn xuống bao nhiêu nè? Đây nè. Ok. Mà tại sao xuống? Tại vì đơn giản là gì? Như mình đã nói rất là nhiều lần rồi đó. Cổ phiếu VinFast nó tùy thuộc và vào cái gì? Nó dựa vào tương lai của cái ngành nghề, cái lĩnh vực kinh doanh của cái doanh nghiệp đó. Và tương lai của cái doanh nghiệp đó. VinFast nó kinh doanh gì quý vị? VinFast nó kinh doanh cái gì? Nó kinh doanh xe điện. Đúng không? Nó kinh doanh xe điện. Mà xe điện hiện giờ đó quý vị không? Là quý vị cũng thừa biết rồi đó. Chỉ cần vào YouTube nè, vào Google gõ hai từ xe điện thôi là quý vị. How is EV today? How is EV market today? EV là xe điện, market là thị trường. Hả? Trời ơi trời. Đây nè. Thấy không? Thì ai cũng biết là gì? Xe phượt ra là gì quý vị? Đại khái là thị trường xe điện bị chậm lại ha, tương lai xe điện bị chậm lại, thị trường xe điện không có tăng như kỳ vọng, thấy không? Thị trường xe điện ảm đạm, giá xe điện giảm mạnh, đó là tương lai của nguyên cái ngành nghề xe điện là gì quý vị? Giảm, tại vì đơn giản là quý vị cũng biết rồi đó, xe điện, nghe không? Nó đâu có tiện lợi như xe xăng, đúng không? Chơi có nhiều người dĩ nhiên là họ sẽ nói trời xe điện tốt cho môi trường, xe điện chạy êm, xe điện ngon hay xe điện xanh sạch đẹp gì đó, nói chung là vâng. Nhưng mà có một sự thật không bao giờ chối cãi được là như thế nào? Xe điện nó đâu có tiện như xe xăng. Ai dám nói là xe điện tiện như xe xăng? Bây giờ đó quý vị đi xe xăng. Mình cũng đi xe xăng. Phải không? Quý vị, xe quý vị gần hết bình xăng, quý vị tấp vô cây xăng, đổ xăng bao lâu? Đổ xăng bao lâu? 2-3 phút đồng hồ, chứ cho 5 phút đó. 5 phút đầy bình, chạy là coi như là 300-400 miles, tức là chạy 500-600 cây số, easy, đúng không? Còn xe điện quý vị, xe điện mà chạy gần hết bình thì thế nào? Hả? Quý vị nghĩ xem, xe điện mà coi như chạy gần hết bình, hả không? Rồi sau đó phải tốn tiền mà sạc cái bình điện đó, mất bao nhiêu thời gian? Đó. Cái đó là chưa kể nó là gì? Chưa kể nó xe điện dĩ nhiên nó mắc hơn xe xăng đúng không? Với 20.000 đô quý vị có thể mua một chiếc xe ngon lành đúng không? Chúng ta có thể mua chiếc xe ngon lành, chỗ ghế da máy lạnh ngon lành. 20.000 đô làm sao mà coi như mua chiếc xe điện mà coi như ngon lành được quý vị? Nếu mà trên đời này có chiếc xe điện mà coi như 20.000 đô là chắc chắn là gì? Nó không có ngon lành, ok? Nó không có ngon lành thì nó mới có giá 20.000 đô. Thấy không? Tại vì hiện giờ xe điện là bao nhiêu quý vị? Toàn là 30-40 ngàn đô, 50-60 ngàn đô không. Làm gì mà có chuyện xe điện nào mà coi như là 20 ngàn đô. Còn nếu mà xe điện mà đã qua sử dụng mà 20 ngàn đô đó, là cũng không ai dám mua nữa. Mua về đang chờ thay bình ha. Mà thay bình xe điện quý vị,
thay cái bình xe điện là giá vô cùng mắc, đúng không? Đúng không? Ai cũng biết là thay bình xe điện là giá vô cùng mắc. Những người nào mà coi như là khen là coi như xe điện tốt lắm, chạy ngon lắm, đúng. Nhưng mà đến khi mà thay bình xe điện nó cũng là tốn kém lắm. Ok. Ha. À, quay trở lại vấn đề quý vị, ủa tại sao hết pin người ta? What happened? Đây nè. Quay trở lại vấn đề quý vị, thấy không? Tức là bây giờ VinFast là gì ha? Nó ở trong cái ngành nghề mà đang bị xuống, đúng không? Mà bản thân xe điện VinFast quý vị hiện giờ nó làm ăn như thế nào? Làm ăn như thế nào? Sắp tới đây nè quý vị. Bây giờ là gần hết tháng 6, qua tới tháng 7, tháng 8 sẽ có cái công bố mà coi như là doanh số của quý 2. Đó, công bố quý 2. Lúc đó đã nghe là bao nhiêu lời khen, bao nhiêu lời ca tụng hiện giờ dành cho VinFast cũng trở nên là coi như không có nhiều ý nghĩa nữa. Tại vì lúc đó là cứ mỗi 3 tháng quý vị là VinFast nó phải tự khai với Sở Chứng khoán Mỹ, đúng không? Nó tự khai. Nó phải kê khai cái bản báo cáo tài chính, nó phải nêu là lời lỗ như thế nào, buôn bán bao nhiêu, phải không? Đó, tiền bạc nó có bao nhiêu, nợ nần bao nhiêu, vân vân, nó phải kê khai hết. Và sắp tới đây, cả tháng 7, tháng 8 nó phải kê khai cho quý 2 của năm 2024. Tức là từ tháng 3 cho tới tháng 6 hiện giờ nè. Đó, lúc đó là mọi chuyện là coi như phơi bày ra ánh sáng hết, đúng không? Mời coi như là gì? Khả năng cao là gì? VinFast trong quý 2 sẽ bị lỗ nữa. Và cơ chưa kể nữa gì quý vị, ha, chưa kể nữa nè. VinFast nó đặt mục tiêu trong năm 2024 là gì quý vị? Bán 100.000 xe, đúng không? Nó đặt mục tiêu trong năm 2024 là nó sẽ bán 100.000 xe. Bây giờ tháng mấy rồi quý vị? Bây giờ tháng mấy rồi? Bây giờ cuối tháng 6 gần qua tháng 7 rồi. Chỉ còn có mấy tháng còn lại thôi. Đó. Quý vị nghĩ từ đây tới cuối năm, từ đây cho tới cuối năm 2024, VinFast tổng cộng hết doanh số từ ở Việt Nam cho tới ra nước ngoài, từ khắp thế giới hiện giờ đó, cộng lại quý vị nghĩ nó bán được 100.000 xe không? Quý vị nghĩ nó bán được 80.000 xe không? Quý vị nghĩ nó bán được 70.000 xe không? I don't think so. Thành ra là gì? Thành ra là gì quý vị? Cộng hết những yếu tố đó lại thì dĩ nhiên là cái chuyện mà giá cổ phiếu VinFast nó xuống là cái đời điều mà đương nhiên rồi, đúng không? Điều đương nhiên rồi đó. Trời trời. Rồi chưa kể thêm một cái điều nữa quý vị. Thêm một cái điều mà coi như là VinFast nó rất cần hiện giờ, mình đang muốn giúp em VinFast nè. Đó là chúng ta phải kêu gọi những người nào mà ủng hộ VinFast á, những người nào mà đang làm quảng cáo, đang ca tụng, khen ngợi VinFast á, phải đi mua nó đi. Ok. Ở trong video này, nội dung video này thôi, bây giờ chúng ta sẽ phải kêu gọi những người nào mà đang quảng cáo cho xe VinFast, đang khen ca tụng xe VinFast, phải đi mua đó. Phải đi mua đó. Đó. Từ bên Mỹ cho tới bên Canada, bên nước ngoài, nói chung á, bên Việt Nam thì bao nhiêu lời khen, bao nhiêu lời tung hô xe VinFast, nào là chạy ngon, nào là chạy vài tháng hoàng vốn, nào là chạy đã, nào là chạy mấy trăm cây số, hay nào là coi như chạy ngon hơn xe Tàu, ngon hơn xe Nhật gì đó. Nhưng mà sự thật là gì quý vị? VinFast nó bán được bao nhiêu chiếc xe ở Việt Nam, đúng không? Nguyên cái thị trường Việt Nam nó bán được bao nhiêu chiếc xe? Tính ra phần trăm là nó chiếm được bao nhiêu phần trăm thị trường Việt Nam? Đó. Rồi chưa kể bán cho taxi xanh bao nhiêu, đúng không? Rồi còn cái nước ngoài, nhưng cái quan trọng là nước ngoài nè, VinFast nó muốn lớn mạnh, đúng chưa? Nó muốn lớn mạnh, đúng chưa? Nó cần có sự ủng hộ của thị trường nước ngoài. Nó cần phải thành công ở nước ngoài, đúng không? Đúng không nè? VinFast nó muốn thành công nước ngoài, đúng không? Nó phải bán được xe ở nước ngoài, đúng không? Tại vì thị trường Việt Nam quá nhỏ, đúng không? Thị trường Việt Nam quá nhỏ. Muốn thành công nước ngoài thì đương nhiên là gì? Phải bán được xe cho người nước ngoài, đúng không? Bây giờ mà cái điều đầu tiên bán xe cho người nước ngoài thì hơi bị khó, đúng chưa? Hơi bị khó, đúng không? Tại vì sao quý vị? Muốn bán xe trên nước ngoài á thì điều đầu tiên là gì? Phải cạnh tranh với nước ngoài. À, quý vị thấy không? Muốn bán xe cho nước ngoài thì phải cạnh tranh được với xe nước ngoài. Muốn bán xe cho Mỹ, đúng, VinFast đang bán xe ở Mỹ. Nhưng mà rõ ràng là gì? Quý vị nghĩ cái quy mô thị trường Mỹ là bao nhiêu? Quy mô thị trường Mỹ, người ta mua mười mấy triệu chiếc xe mới, 40 mấy triệu chiếc xe để qua sử dụng.
cái quy mô thị trường Mỹ là mấy chục triệu chiếc xe, xe hơi mấy chục triệu chiếc xe. VinFast nó đã bán được bao nhiêu chiếc xe Mỹ rồi? Nó đã bán được bao nhiêu chiếc xe Mỹ? Đúng không? Nó đã đưa qua Mỹ được mấy lô hàng rồi? Tính từ lúc mà nó đưa con tàu mà coi như là không phải Photoshop qua Mỹ tới giờ, nó đã đưa qua Mỹ được mấy lô hàng rồi? Được mấy lô hàng đã đưa qua Mỹ rồi? Bán được ở bên Mỹ mấy chiếc xe rồi? Rồi bán được bên Canada mấy chiếc xe rồi? Hả? Đó, muốn bán xe cho nước ngoài là điều đầu tiên là gì? Phải cạnh tranh được với những hãng xe ở nước ngoài. Muốn bán xe cho Mỹ phải không? Phải cạnh tranh được với những hãng xe trên đất Mỹ này. Đúng chưa? Đúng nhớ. Quý vị nghĩ thôi. Mà tại vì sao phải cạnh tranh? Tại vì đơn giản thôi, quý vị đơn giản thôi. Trên đời này đâu phải chỉ có một mình VinFast có xe, đúng không? Hả? Trên đời này đâu phải mình VinFast có xe. Quý vị nghĩ trên đời này bao nhiêu hãng xe? Bao nhiêu hãng xe? Mấy chục hãng xe, xe châu Âu, này, xe Nhật, xe Mỹ, xe Hàn nữa nè. Bao nhiêu, mỗi một nước nó có mấy hãng xe, bao nhiêu chục cái hãng xe cộng lại. Đúng không? Trên đời này không phải chỉ có một mình hãng xe VinFast. Đặc biệt là gì quý vị? Ở nước ngoài nữa. Ở nước ngoài này ai thiếu xe hơi quý vị? Ở nước ngoài ai không có xe hơi? Đúng không? Bây giờ nè, nói về xe điện, giữa VinFast với Tesla, người Mỹ chọn cái nào? Người Mỹ chọn cái nào? Dĩ nhiên là người Mỹ sẽ chọn Tesla, đúng không? Được mấy người Mỹ hay được mấy người trên đất Mỹ này bỏ tiền ra mua xe VinFast rồi quý vị. Trong khi đó cùng thời điểm, cùng một khoảng thời gian với nhau, Tesla nó bán bao nhiêu triệu chiếc xe? Đó là câu trả lời đó. Nha. Còn muốn bán cho Nhật, cho Hàn, quý vị nghĩ xe VinFast có thể cạnh tranh lại với xe Nhật không? Quý vị nghĩ xe VinFast có thể cạnh tranh được với xe Hàn Quốc không? Đúng không? À. Rồi bán cho Ấn Độ, bán cho Ấn Độ, vậy rồi bây giờ bán được mấy chiếc cho Ấn Độ rồi? Khi nào mới bán được cho Ấn Độ đây? Khi nào mới có doanh số bên Ấn Độ đây? Đúng không? Tức là bán cho nước ngoài, điều đầu tiên là gì? Phải cạnh tranh với nước ngoài, đúng chưa? Phải cạnh tranh. Ha, mà cạnh tranh với nước ngoài hơi khó, ha? Gõ gan hơi khó. Bây giờ là quý vị nghĩ xem. Ha, hay những người mà ủng hộ VinFast sẽ nghĩ xem. Có cái cách nào để mà coi như thuyết phục người nước ngoài chi mà cái khoản tiền là 40-50 ngàn đô gì đó để mà mua xe VinFast, thay vì cũng là số tiền đó, không cần số tiền đó nữa, ít hơn, họ có thể mua xe Nhật nè, họ có thể mua xe Hàn Quốc nè, họ có thể mua xe châu Âu nè, họ có thể mua xe Anh nè, họ có thể mua xe Mỹ nè. Làm cách nào để thuyết phục người nước ngoài, đúng không? Cái đó mới là cái bài toán khó. À, còn cái này dễ hơn nè, cái này dễ hơn nè. Vẫn còn một cách có thể giúp VinFast, vẫn còn một cách có thể giúp VinFast. Đó là phải kêu gọi những người nào mà đang ủng hộ và quảng cáo cho VinFast đi mua nó. Đúng không? Trời, đặc biệt là những người quảng cáo cho VinFast, đặc biệt là những người quảng cáo cho VinFast ở Mỹ, ở Canada rồi đó. Dạo này mình thấy cũng xuất hiện cũng hơi nhiều rồi đó. Dạo này cũng xuất hiện hơi bị nhiều rồi đó nha. À, thấy tình hình là quảng cáo xe VinFast ở Mỹ làm ăn hơi bị được hay sao á, thành ra mình cũng thấy là bên Canada cũng xuất hiện bắt đầu khá khá rồi đó. Thôi bây giờ là coi như bây giờ có cách này giúp VinFast hiệu quả hơn nè. Đó là những người mà ủng hộ xe VinFast á. Những người nào, đặc biệt là những người nào đang quảng cáo cho xe VinFast ở ngoài nước ngoài á, hãy làm ơn đi mua xe VinFast mà chạy. Đi mua xe VinFast mà chạy. Đúng không? Bởi vì nãy giờ mình nói, mình phân tích rồi đó. Muốn bán được xe ở VinFast, muốn VinFast thành công là gì? Nó phải bán được xe. Đúng không? Nó phải bán được xe. Mà bán được xe ở thị trường Việt Nam, trước tiên là VinFast nó chưa có chiếm lĩnh thị trường Việt Nam được, đúng không? Và thứ hai nữa, thị trường Việt Nam quá nhỏ bé. Nó cần phải có thị trường nước ngoài, nó cần phải thành công được ở nước ngoài. Mà muốn bán ở nước ngoài đồng nghĩa gì? Phải cạnh tranh với những hãng xe của nước ngoài. Đó. Mà muốn cạnh tranh xe nước ngoài, điều đầu tiên là gì? Coi như là VinFast nó phải thuyết phục được người nước ngoài. Người Mỹ, người Canada, người châu Âu, người Nhật, người Hàn, người Úc, người này, người kia gì không cần biết. Là nó phải thuyết phục làm sao để mà coi như là người ta chịu bỏ tiền ra mua xe VinFast. Thay vì người ta bỏ tiền ra mua Tesla, thay vì người ta bỏ tiền ra mua xe Nhật, xe Hàn, xe châu Âu, xe Mỹ vậy đó. Đúng không? Đó là hầu như là một cái nhiệm vụ mà coi như là bất khả thi. Một cái nhiệm vụ mà impossible mission. Một cái nhiệm vụ mà coi như là
nó còn khó hơn lên trời nữa quý vị, nó khó hơn lên trời nữa đó. Tại vì bây giờ mình hỏi câu đơn giản nè, quý vị nghĩ xem, các cô chú anh chị trong và ngoài nước nghĩ xem, có một cái phương án nào mà quảng cáo tiếp thị như thế nào để một người nước ngoài hay thậm chí là một người Việt Nam không, mà chịu bỏ cái số tiền ra coi như 50.000 đô đi, ok, bốn mấy 50.000 là số tiền xe VinFast đó, không, VF8, để mà mua xe VinFast, thay vì họ bỏ cái số tiền đó ra để mà họ mua Tesla hay mà mua BMW hay mua Lexus hay mua Audi gì đó, có cái cách nào để mà thuyết phục cái người nước ngoài đó lấy cái số tiền 40-50 ngàn đô đó, đó để mà mua xe VinFast không? Có cách nào không? Không có cách nào hết đó, không, đó là chuyện bất khả thi, không có cách nào thuyết phục người tiêu dùng ở nước ngoài hết đó. Thành ra là cái gì, cái vấn đề đó nó hơi khó, chúng ta dẹp nó qua một bên, chúng ta phải dẹp nó qua một bên trước, chúng ta phải tập trung vào cái phương án khác, phương án B. Nếu phương án A mà không thành công, bây giờ phải phương án B, đó là phải thuyết phục những người, giờ coi như là thuyết phục những người mà đang quảng cáo và ủng hộ VinFast mua xe VinFast để mà làm gương, quý vị, để làm gương. Đấy, quý vị có đồng ý với cái kế hoạch B không? Muốn thuyết phục người nước ngoài mua xe VinFast để giúp VinFast thành công hiện giờ là coi như nó qua nhiệm vụ bất khả thi. Bây giờ phải đổi qua kế hoạch B, phải tiếp thị và coi như là phải kêu gọi những người nào mà đang ủng hộ, đang quảng cáo cho xe VinFast, đặc biệt đang quảng cáo cho xe VinFast mua xe VinFast để làm gương, để làm gương. Làm gương gì? Quý vị nghĩ xem, cô chú anh chị chơi nghĩ xem, quý vị trong và ngoài nước nghĩ xem, nếu mà những người mà đang quảng cáo cho xe VinFast, đang khen xe VinFast, đang hàng ngày lên YouTube làm đủ thứ video, nào là xe VinFast chạy êm, nào là xe chạy ngon, nào là tâm sự nửa mùa trong xe VinFast, nào là chạy xe VinFast đi tập thể dục, hay là xe VinFast chạy coi như là vòng quanh thế giới gì đó. Quý vị nghĩ xem, nếu mà những con người mà quảng cáo cho xe VinFast ngày đêm, khen nó ngày đêm, đăng bài ca tụng nó ngày đêm mà không mua nó, không thể chứng minh là họ mua nó, thì quý vị nghĩ xem, làm sao, làm cách nào để mà thuyết phục những người khác, những người mà đang chê bai xe VinFast chẳng hạn, hay những người nước ngoài mà người ta còn nghi ngờ sản phẩm Việt Nam chẳng hạn, làm cách nào để mà thuyết phục những con người đó mua xe VinFast, đúng không? Đúng không quý vị? Quý vị có thấy cái chuyện mà coi như là cái kế hoạch B coi như nó khá hợp lý không? Kế hoạch A là coi như là phải thuyết phục người nước ngoài mua xe VinFast hiện giờ, kế hoạch A đó nó hầu như nó bất khả thi, không? Không, nó bất khả thi, không không làm được. Bây giờ đổi qua kế hoạch B, đó là phải thuyết phục coi như những người đang quảng cáo xe VinFast mua xe VinFast, đúng không? Quý vị cũng biết rồi đó, ai đang quảng cáo cho xe VinFast, ai đang quảng cáo cho xe VinFast, đó là những người nào đang quảng cáo cho xe VinFast ở Mỹ. Và hiện giờ bên Canada cũng xuất hiện kha khá người quảng cáo cho xe VinFast, đúng không? Tại sao mà chúng ta biết họ đang quảng cáo cho xe VinFast? Tại vì ngày nào họ cũng làm video về xe VinFast hết. Hay là một tuần làm đâu cỡ 5-6 video gì đó, và coi như lúc nào là cũng khen xe VinFast, nào là chạy êm, nào là xe VinFast đẹp, nào là người nước ngoài quay vánh và hỏi thăm xe VinFast quá trời, nào là xe VinFast thu hút ánh nhìn, nào là xe VinFast chạy êm ru, nào là xe VinFast coi như là nhìn quá đẳng cấp, nào là xe VinFast quá rộng rãi, quá gọn gàng. Như vậy là hành động quảng cáo cho xe VinFast chứ còn gì nữa, đúng không? Đúng không? Đúng hay không? Mà quý vị nghĩ xem, nếu mà những người mà quảng cáo cho xe VinFast vì mục đích gì đó không có cần biết, nhưng mà cái quan trọng là họ đang quảng cáo cho xe VinFast, đúng không? Mà nếu quảng cáo cho xe VinFast đó, thì điều đầu tiên là gì? Coi như là chúng ta phải yêu cầu những người đó phải nên mua xe VinFast để mà làm gương, đúng chưa? Đúng chưa? Quý vị nghĩ xem, nếu mà những người quảng cáo một cái sản phẩm nào đó mà họ không sử dụng sản phẩm đó, thì quý vị nghĩ xem, làm sao để mà thuyết phục người khác mua đây? Trong cái trường hợp này, quý vị nghĩ xem, những người mà đang quảng cáo xe điện VinFast
những người đang quảng cáo xe điện VinFast, nếu mà họ không bỏ ra 50.000 đô để mà họ mua xe VinFast thì làm sao mà họ thuyết phục được những người khác, những người nước ngoài, những người mà coi như là người ta đã có sẵn cái định kiến là coi như là hàng Việt Nam là nó không thể nào bằng hàng Nhật, hay là hàng Việt Nam nó không thể nào bằng hàng Hàn Quốc, hay là hàng Việt Nam nó không thể nào bằng hàng Mỹ rồi đó. Phải không? Làm sao mà để mà thuyết phục những người đó mua xe VinFast được, đúng không? Còn chưa kể quý vị, chưa kể làm sao để mà thuyết phục các cô chú anh chị Việt kiều, những người mà dĩ nhiên là đã chê VinFast rồi đó, làm sao để thuyết phục những người đó được, đúng không? Đó lại càng làm cái nhiệm vụ bất khả thi nữa, đúng không? Nhưng mà không sao quý vị, không sao, cái gì cũng phải có điểm bắt đầu. Cái điểm bắt đầu đầu tiên là gì? Phải kêu gọi những người nào mà đang quảng cáo xe VinFast phải mua nó, phải mua nó. Và mình xin nhấn mạnh mua, tại vì sao? Mướn cũng không thuyết phục được người khác, đúng không quý vị, nghĩ sao? Tại vì hiện giờ giá mà thuê xe VinFast quý vị nó khá là rẻ, đúng không? Nó không có thể hiện được cái gì hết á, chỉ có 200+ đô một tháng là quý vị, cái lease mà thuê xe VinFast quý vị 36 tháng á, là chỉ 200+ đô một tháng à, 200+ đô một tháng à. Nó không thể nào nó làm một cái điểm nhấn để mà thuyết phục được những khách hàng tiềm năng ở nước ngoài ta mua xe VinFast hết á. Muốn thuyết phục những người nước ngoài mua xe VinFast là gì? Là những người quảng cáo xe VinFast phải chi ra 50.000 đô trở lên, đúng không? Những người ở bên Mỹ hay những người bên Canada nào mà coi như là khen xe VinFast ngất trời, nào là chạy em ru, hay là nhà nào là xe VinFast thu hút coi như là khách ra nước ngoài, hay là xe VinFast chạy đẳng cấp ngon, hay là cái gì mà về xe VinFast cũng tốt hết á, phải bỏ ra 50.000 đô trở lên để mà mua xe VinFast, và phải đưa cái receipt đồ cá đưa lên trên cho nguyên cái cộng đồng mạng, nguyên cái internet, nguyên cái YouTube, nguyên cái Facebook người ta thấy đó, thì mới thuyết phục được là cũng có những người mà người ta chịu bỏ ra số tiền lớn để mà mua xe VinFast thì chắc là nó cũng được đây. Thì mai ra trong cái trường hợp đó, mai ra sẽ có người ta coi như là sẽ coi như thuyết phục được thêm những khách hàng khác, người nước ngoài đâu chẳng hạn, Việt kiều đâu chẳng hạn, thấy không? Quý vị có đồng tình với cái luận điểm của em không? Chứ quý vị nghĩ xem. Còn cái kiểu như hiện giờ quý vị có nhiều người quảng cáo cho VinFast ở nước ngoài, đặc biệt là ở Mỹ với Canada nè quý vị. Trời ơi, đó nghe khen xe VinFast ngất trời, không? Ngày nào cũng khen xe VinFast hết, lúc nào xe VinFast chạy cũng ngon, cũng đẹp, ha, cũng chạy em ru, rồi bao nhiêu người ta hỏi thăm, quan tâm tới VinFast, vân 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 vân. Nhưng mà không có ai bỏ tiền ra mua hết. Ủa vậy là không có lợi cho VinFast, ok, không có lợi cho nó không bán được xe, đúng không? Quảng cáo mà không thể thuyết phục người tiêu dùng, không thể thuyết phục khách hàng tiềm năng mua một cái sản phẩm nào đó, tức là đã quảng cáo thất bại, đúng không? Đúng chứ? Thành ra là quay trở lại cái mấu chốt câu chuyện của gì? Chúng ta phải kêu gọi những người nào mà đang quảng cáo cho xe VinFast, hãy làm ơn đi mua nó đi, đừng có khen nó nữa, đừng có quảng cáo cái gì. Cách quảng cáo tốt nhất là gì? Phải đi mua xe VinFast. Phải coi như là phải bỏ tiền ra 50.000 đô để mua nó. Đó là cái cách quảng cáo tốt nhất, cái cách mà tốt nhất để mà thuyết phục người khác mua VinFast. Nếu không là quảng cáo không có hiệu quả đâu, mình nói thiệt. Ok. Thôi, video cũng đã dài, xin chào tạm biệt quý vị nha, bye bye.